nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính chào các quý đạo hữu à, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi trạch pháp thường kỳ của câu lạc bộ hôm nay tâm chứa quán xin trạch với chủ đề tụng kinh trợ duyên lợi ích từ Phẫn sự công đức từ bi thỉnh các quý đạo hữu chúng ta chắp tay niệm phật cầu gia hộ rồi chúng ta vào buổi chia sẻ nam, mô, phật, nam, bồn, sưa, thích, ca, mô, nỉ, ngơi, nam mô Phật à, bổn à, sư à, thích ca mô ni à, à, nam à, mô Phật à, bổn à, sư thích à, ca mô ni Kính thưa quý đạo hữu, tụng kinh trợ duyên là việc làm thường xuyên của Phật tử chúng ta. Thì các đạo tràng chúng ta tổ chức việc tụng kinh trợ duyên rất là nhiều. Thì hôm nay Tâm Chúa Hồn Quán xin chia sẻ về cái lợi ích của việc làm này. Tâm Chúa Hồn Quán lấy tiêu đề là lợi ích từ phận sự công đức từ bi tức là cái phận sự tụng kinh trợ duyên này nó thuộc lòng từ bi của chúng ta cho nên người được trợ duyên thì được lợi ích mà người đi tụng kinh trợ duyên cũng được lợi ích ở tâm chứa quán xin chia sẻ từng bước một. Kinh Phật là lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật thì là bậc toàn giác. Ngài thấy biết được sự thật của các Pháp. Sự thật của các sự việc và hiện tượng. Ví dụ như là chúng ta có những cái hiện tượng gì thì ngài đều biết đúng sự thật ví dụ chúng ta là bị ốm bệnh bệnh gì đi thì ngài cũng biết được nguyên nhân tại sao mà chúng ta bị bệnh cách làm thế nào để cho chúng ta được chuyển hóa thì đó gọi là thấy biết đúng sự thật kinh Phật. Nếu chúng ta tụng thì chúng ta sẽ dần dần nhìn nhận mọi sự việc hiện tượng với đúng sự thật của nó. Còn thường thường thì chúng ta không thấy được sự vật hiện tượng đúng sự thật, cho nên gọi là mê hoặc gọi là lầm. Đấy tức là lầm rồi không đúng sự thật. Mê lầm tức là không đúng sự thật cho nó là sự thật, rồi theo nó, rồi đắm đuối vào nó, hết rồi còn loan tin đến cho nhiều người biết thì gọi là mê lầm, mê tức là cũng không biết, lầm tức là sai sự thật, mê lầm là không biết sai sự thật nhưng cho nó là sự thật. Đó. Thế thì kinh Phật là giúp cho chúng ta thấy biết được mọi sự việc hiện tượng đúng với sự thật. Đó, thế thì cái việc mà chúng ta đi tụng kinh ấy thì ý nghĩa của tụng kinh thì là giúp cho chúng ta thấy biết được sự việc đúng sự thật. Mục đích của việc tụng kinh ấy thì mục đích đem đến cho mình tức là mong muốn mình thấy biết được một sự việc nào đó, một hiện tượng nào đó mà Đức Phật nói ra thì sự thật của nó là gì. Đấy chúng ta đi tụng rất là nhiều bài kinh. Ví dụ như là bài kinh kinh doanh thành công, nguyên nhân của giàu và nghèo. Đoàn thọ, trường thọ rồi rất rất nhiều bài kinh để cho chúng ta biết được sự thật của vấn đề là thế nào và chúng ta đi tụng kinh ấy trợ duyên ấy thì là chúng ta cũng giúp cho giúp cho đạo hữu của chúng ta biết được sự thật về vấn đề nào đó thế và chúng ta đi tụng kinh ấy thì cũng để giúp cho một cái cõi vô hình nữa. Họ cũng được giác ngộ. Chúng ta hay đi tụng kinh là tụng kinh để cầu an, tụng kinh để cầu siêu. Thì chúng ta cũng giúp cho cái cõi vô hình đấy họ được giác ngộ. Tâm trí của quán xin đọc bài kinh ở cõi vô hình, họ thích nghe kinh. Với tiêu đề là ngã quỷ nghe kinh. Đại tặng kinh Việt Nam tương ứng bộ 1 chương 10. Bài kinh có nội dung như sau: Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả A Lậu Lâu Đà ở Kỳ Viên tại vườn ông cấp cô độc. Thức dậy khi đêm vừa sáng, đang tụng đọc pháp cú, khi ấy một nữ dạ xoa mẹ của Piakara dỗ cho con nín như sau. Này Piazaka, chớ có sinh tiếng động, vị tỷ kheo đang tụng những lời về Pháp Cú. Nếu chúng ta biết được, học được Pháp Cú này, rồi như Pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo tự học tập giới luật Chúng ta thoát ngạ quỷ Đó không phải là mỗi chúng ta Mới được giác ngộ Mà khi chúng ta tụng kinh Thì các chúng sinh trong cõi tâm linh Ở trong bài kinh gọi là ngã quỷ Còn Việt Nam chúng ta thì hay dùng từ là hương linh, hương hồn, vong hồn hèo đấy vong linh nó cũng là ngã quỷ thì người ta nhờ được nghe mà người ta giác ngộ thế thì người ta giác ngộ cái gì lúc trước ấy Phật tử chúng ta ấy tâm chiếu ẩn quán và các quý đạo hữu ấy chúng ta chưa học kinh Phật cho nên chúng ta nhiều phiền não phiền não ở đây là do đâu là do chúng ta không hiểu về nhân quả cứ cái gì đến với chúng ta thì oán trách khởi lên thù hận khởi lên ác hại khởi lên nhờ chúng ta nghe kinh hiểu được nghĩa kinh qua việc tụng đọc và nghe pháp cho nên tâm của chúng ta bớt phiền não bớt thù hận bớt trả thù dễ tha thứ dễ buông bỏ bớt chấp trước đó thế thì khi chúng ta đến tụng kinh mà trợ duyên cho gia đình các phật tử hoặc là các tín chủ họ nhờ nghe kinh họ giác ngộ họ nhờ nghe pháp họ giác ngộ cho nên tâm họ bớt phiền não Bớt thù hận Biết thực hành các cái pháp Để đem đến hạnh phúc cho họ Và Các cái chúng ngã quỷ Chúng ta thường gọi là Hương linh có oán kết ấy Họ nhờ nghe kinh Họ cũng giác ngộ Tâm họ bớt thù hận thế là gia đình người ta có được an ổn hơn không? an ổn hơn, đó. thế cho nên là cái việc mà mình đến tụng kinh giúp cho nhau rất được lợi ích và đó là thuộc tâm từ các quý đạo hữu từ bi, tức là chúng ta mong muốn cho cho nhau được bớt khổ cho nên chúng ta đến tụng kinh trợ giúp cho nhau chúng ta muốn cho đạo hữu của mình bớt thù oán trong tâm và bớt đi những sự thù oán bên ngoài cho nên chúng ta đến tụng kinh chúng ta mong muốn cho đạo hữu của mình được an lạc hơn chúng ta đến tụng kinh chúng ta đến trợ duyên thì đó thuộc tâm từ tâm chế là quán xin đọc bài kinh về tâm từ về tiền kiếp của đức phật cái bài kinh này là bài kinh mà chúng ta rất đợt được, được nghe nhiều lần ấy, được nghe rất là nhiều lần tâm chế là quán xin nhắc lại tiền kiếp của đức phật ngài tu hạnh từ bi này rất là nhiều cho nên đến khi ngài thành đạo ngài mới được gọi là đại từ đại bi Đại từ là yêu thương tất cả chúng sinh. Đại bi là cảm thông cứu độ tất cả chúng sinh. Đấy, cảm thông với chúng sinh. Thương xót chúng sinh mà cứu độ chúng sinh. Các quý đại hữu ạ. Tâm Chí Ân Quán xin đọc một đoạn trích ở trong Kinh Tạp Bảo Tạng Quyển 2. Đức Phật dạy, trong đời quá khứ, một bên của núi tuyết là một rừng trúc lớn. Với rất nhiều chim thú sống trong khu rừng ấy, có một con chim anh vũ tên là Hoan Hỷ Thủ. Bấy giờ trong rừng trúc, gió thổi làm cho hai cây trúc cọ nhau, do đó phát lửa đốt cháy khu rừng trúc này. Kính thưa các quý đạo hữu, tâm chưa còn quấn đọc bài kinh này mới biết được một nguyên nhân cháy rừng là do gió thổi lớn mà những cái cây khô ấy nó nó bị thổi nó bị cọ đi cọ lại nhiều quá nó bị phát ra lửa thành cháy rừng Thế đúng là có khi là trời nó nó nắng hạn lâu rồi cây cối nó bị khô đất nó bị khô cho nên là rất là dễ tự phát cháy rừng thì đây đúng là một nguyên nhân trước kia mình cũng không tìm hiểu mình cũng không để ý nhưng nhờ đọc kinh mà được biết nếu mà chúng ta chăm đọc kinh ấy chúng ta chăm học ấy thì tất cả các hiện tượng đức phật đều nói hết trong các bài kinh rồi tất cả các hiện tượng kể cả là động đất, sóng thần hay cái gì đi chắc nữa hay là thiên thạch rơi hay cái gì Đức Phật đều nói trong bài kinh hết mà nói đến tận gốc cơ. Đó. Em chưa làm quán xin đọc tiếp. Chim thú sợ sệt không chỗ nương tựa. Bây giờ con chim anh vũ hết sức thương xót cho những con chim thú kia. Liền nhúng cánh xuống nước rồi dưới lên trên lửa vì do lòng thương, tinh cần cho nên cảm ứng đến cung trời đế thích, khiến chấn động mạnh. Lúc ấy, đế thích hoàn nhân dùng thiên nhãn quan sát xem thử do nhân duyên gì khiến dung chuyển cả cung điện của mình. Mới thấy ở dưới thế gian có một con chim anh vũ ôm lòng từ bi rộng lớn muốn dập tắt ngọn lửa nên đem cả sức lực ra nhưng không thể làm cho lửa tắt thích đề hoàn nhân liền hướng về chỗ chim anh vũ nói rừng này to lớn đến mấy ngàn vạn dặm đôi lông của ngươi lấy nước chỉ được vài giọt làm sao có thể làm tắt được ngọn lửa to lớn này chim anh vũ đáp lại tâm của tôi rộng lớn tinh cần không giải đãi chắc chắn sẽ dập tắt được lửa này nếu hết cả đời này mà không dập tắt được ngọn lửa ấy thì tôi thọ thân sau thề sẽ dập tắt nó thích đè hoàn nhân vì cảm động trước trí nguyện của chim anh vũ nên đổ mưa thật lớn xuống chỗ ấy làm cho ngọn lửa tức thì dập tắt đức phật nói con chim anh vũ lúc đó chính là thân ta kính thưa các quý đạo hữu Tâm Chí Văn Quán chia sẻ đoạn kinh này Để vận dụng vào cái việc chúng ta đi tụng kinh Trợ duyên Làm sao mà để cảm động Gọi là cảm động đến cái tâm của chúng ta Cảm động đến trời đất này Để đem lại lợi ích cho người mà chúng ta đến giúp đỡ kính thưa quý đạo hữu con chim anh vũ này nó ôm lòng tử bi thương xót cho nên người phật tử của chúng ta là đệ tử phật chúng ta phải thương xót thương xót vì người khác chưa giác ngộ Đấy là một thương xót thường trực. Còn một thương xót từng việc thì ví dụ như là hôm nay chúng ta đến chúng ta định làm phận sự cho đạo hữu này hay cho tín chủ này thì chúng ta phải phải tư duy thật kỹ gia đình họ đang bị khổ về cái gì. Nhắc cái thứ nhất là đang khổ về cái gì và chúng ta tư duy thật nhiều là những cái thiêu đốt của sự sự khổ đó ở đây ấy, chim anh vũ ôm lòng từ bi tức là rất là thương xót thương xót tất cả các chúng kia vì chúng sợ sệt không có chỗ nương tựa tức là khu rừng nó cháy hết rồi thì chim thú làm gì có chỗ nương tựa nữa không có chỗ nương tựa thì rất là hoảng sợ rất là đau khổ đấy cho nên chúng ta phải học chúng ta phải thấy được người nhờ chúng ta đấy đạo hữu của mình hoặc là các tiến chủ họ đang khổ thế nào chứ không phải chúng ta cứ vác đi tụng kinh mà tôi đi tụng kinh là tôi đi tụng kinh đâu chúng ta phải thấy được sự khổ sự khổ thiêu đốt thế nào ví dụ như là trong nhà có người bệnh chúng ta phải đến chúng ta thấy được cái sự khổ của người bệnh không ăn không ngủ nhức nhối chúng ta phải đưa cái sự khổ ấy vào chính mình vào chính cha mẹ mình vào chính vợ chồng mình vào chính anh em mình vào chính con cái mình cái sự khổ đấy thế rồi chúng ta phải thương người chăm sóc người chăm sóc cũng rất khổ rất vất vả rất khổ. Đấy là bước một là chúng ta phải quán tâm từ và chúng ta phải thấu hiểu người bệnh họ rất muốn khỏi bệnh. Rất muốn khỏi bệnh. Rồi người nhà chăm họ cũng rất muốn người bệnh khỏi bệnh thì đấy thuộc về một phần của tâm bi tức là lòng bi mẫn Thế và chúng ta cố gắng Bây giờ đến từ bi kết hợp ấy, Chúng ta mong rằng Chúng ta đến tụng kinh này Để cho những người ở nhà Được hiểu nghĩa kinh Để bớt phiền não, bớt đau khổ Thế rồi mình cũng mong cho các cái chúng sinh hữu duyên ở đó Họ cũng giác ngộ Họ bỏ đi sự chấp trước họ được giác ngộ để họ được lợi ích và người nhà được giác ngộ được lợi ích ấy chúng ta nói là gặp được thầy gặp được thuốc chúng ta đi trợ duyên cho người bệnh chúng ta mong mong nguyện này là trong tâm từ bi đấy mong cho người nhà khám được đúng bệnh gặp được bác sĩ giỏi có liệu trình chữa trị phù hợp với bệnh để chữa được khỏi bệnh Đấy là tâm từ Cái việc làm của chúng ta nó thuộc về tâm bi Vì chúng ta làm thực sự để mong nguyện của chúng ta được thành tựu Thế rồi chúng ta lại có sự từ bi cao lớn nữa Đó là mong cho người nhà cùng với mình Cùng với tất cả các chúng sinh hữu duyên trong đàn lễ lại được kết duyên pháp lữ với nhau Cùng nhau tu hành để cầu vô thượng bồ đề đời nào kiếp nào sinh ra chúng ta cũng trợ duyên cho nhau tu hành cầu vô thượng bồ đề đó thì đó thuộc về tâm bi các quý đạo hữu thế là chúng ta đi trợ duyên tụng kinh thì thuộc về phận sự công đức từ bi cái công đức từ bi này thì nó được thành tựu bởi vì mình phải có cái tâm bồ đề tâm bồ đề ở đây của chim anh vũ được thể hiện qua cái ý nguyện này nếu hết cả đời này mà không dập tắt được ngọn lửa ấy thì tôi thọ thân sau thề sẽ dập tắt nó tức là lòng từ bi trải dài từ kiếp này cho tới kiếp khác thì tâm bồ đề của chúng ta chính là lòng từ bi Chúng ta phát nguyện đời đời kiếp kiếp, bỏ ác làm lành, tu theo chánh pháp. Để cầu thành tựu vô thượng bồ đề, rồi mang chánh pháp tế độ chúng sinh như Đức Phật của chúng ta. Đó là chúng ta đang phát một cái đại nguyện từ bi. Và hiện tại chúng ta đang thực hành đi tụng kinh như vậy. Hiện tại thực hành từ bi thực hành từ bi trong đại nguyện từ bi thì sẽ tương ứng với nhân duyên của chim anh vũ. Chúng ta thật sự là giác ngộ Phật pháp thật sự, có tình thương thật sự, có mong nguyện chánh pháp được tuyên dương, được trụ lâu dài bởi vì chính chúng ta hiểu được giá trị của Phật pháp mà. Cho nên chúng ta mong nguyện cái điều lợi ích nhất cho chúng sinh Chúng sinh chỉ có giác ngộ Thì mới bỏ ác hành thiện Chỉ có bỏ ác hành thiện Thì mới hết khổ Nếu không bỏ ác hành thiện Mà cứ làm ác Thì ắt sẽ có kết quả Đau khổ Gọi là nhân quả Thế vì ở đây Chúng ta là những người đệ tử phật chúng ta hiểu điều này chúng ta nên phát tâm bồ đề thực hành công hạnh bồ đề để chúng ta lằm vào trong đại nguyện từ bi lớn thế rồi mỗi lần chúng ta đi tụng kinh chúng ta đều quán tưởng từ bi quán tưởng từ bi tu tập thiền quán quán sát mọi việc đang diễn ra đối với lại gia đình mà nhờ chúng ta đến tụng kinh. Rồi chúng ta cũng mong nguyện thật là sâu sắc, cảm thông sâu sắc. Khi mà mình quán được sâu sắc ấy, thì lòng mình nó rất là chăn trở. Cái chăn trở đó chính là lòng từ bi đấy các quý đạo hữu. Cái chăn trở đó nó phát sinh cho mình sự tinh tấn. Đã từ bi thì sẽ tinh tấn Không từ bi thì mới không tinh tấn Còn đã từ bi thì sẽ tinh tấn Thế vì vậy Cho nên là Chúng ta sẽ có được sự cảm ứng Ở trong bài kinh này Nói rằng Tâm của Chim Anh Vũ như vậy Cho nên Làm lóng ghế của đế tích hoàn nhân Cho nên đế tích hoàn nhân phải quan sát xem nhân gian xem có cái việc gì cho nên ra tay giúp đỡ. Kính thưa quý đạo hữu, ở trong kinh Tăng Chi Bộ chương 11 Tâm Từ, Đức Phật có dạy thế này. Tâm từ nếu được chế tác, được làm cho sung mãn có 11 lợi ích. Một là ngủ an lạc. Hai là thức an lạc. Ba là không ác mộng bốn là được loài người ái mộ năm là được phi nhân ái mộ sáu là được chư thiên bảo hộ bảy là không bị lửa thuốc độc dao kiếm xúc chạm tám là tâm được định mau chóng chín là sắc mặt trong sáng. Mười là mệnh chung không hôn ám. Mười một là nếu chưa thể nhập thượng pháp, tức là chưa chứng đắc A-la-hán, mệnh chung được sinh về phạm thiên giới. Đó, các quý đạo hữu thấy có lợi ích không? Thế thì nếu như tâm mình có phát Đại Bồ đề tâm cầu vô thượng đạo bằng việc chân thật mình phát nguyện Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề và hiện tại mình đến mình tụng kinh trợ duyên với tâm từ bi như vậy, trợ giúp cho người khác tu hành. Với tâm từ bi như vậy thì chúng ta có trợ giúp là tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, chúng ta đều giúp cho mọi người tu tập chứ không phải riêng tụng kinh. Giúp cho người khác tu tập ở trong cái chương trình tu tập sám chuyển hóa ấy thì chúng ta gồm có các cái mục tu ví dụ như là tu tụng kinh thế rồi chúng ta cũng có thể tu nghe pháp rồi chúng ta cũng có thể tu ngồi thiền cho nên là chúng ta đến trợ duyên cho người khác tụng kinh với cái tâm tử bi như vậy thương cảnh khổ của đạo hữu mình mà phát tâm đi trợ duyên mong cho đạo hữu mình sớm thoát cảnh khổ mà phát tâm đi trợ duyên thì đó thuộc về tâm tử bi trong hiện tại còn đại nguyện thì là dành cho các Phật tử đã phát nguyện Bồ đề. Tức là những Phật tử đã bạch xong bài 49 ngày. Khi mà các Phật tử bạch xong bài 49 ngày mà với cái tâm từ bi như vậy thì cái điều mong nguyện được gì? Được chư thiên bảo hộ, được phi nhân ái mộ ấy chúng ta ấy, là những người phát tâm Bồ đề rồi chúng ta đến tụng kinh cho nhà đạo hữu mình được phi nhân ái mộ thì chúng ta đến, đến tụng kinh những cái cõi tâm linh của họ cõi tâm linh gọi là phi nhân người ta ái mộ thì người ta dễ giải quyết. Người ta dễ buông xả cho gia chủ tức là cho nhà mà mình đến tụng kinh hộ ấy. Thế rồi được chư thiên ủng hộ tức là cái mong nguyện của mình sớm được thành tựu thì kính thưa quý đạo hữu ngoài 11 lợi ích của cái việc chúng ta đi tụng kinh hay là đi trợ duyên cho người khác tu tập 11 cái lợi ích này ấy, thì trong đó có những cái lợi ích rất là thiết thực ví dụ chúng ta có rất là nhiều điều mong nguyện cái điều mong nguyện của chúng ta ấy, cũng được chư thiên người ta bảo hộ. Đấy các quý đạo hữu thấy có tốt không? Tốt chứ. Lợi ích lắm chứ, 11 lợi ích mà. Cái này là lợi cả đôi bên tức là người mà chúng ta đến tụng kinh cho họ ấy, thì gia đình họ cũng được lợi ích là do chư thiên người ta ủng hộ mình ủng hộ cái điều mong nguyện của mình cho nên người ta sẽ ủng hộ cho gia đình để cho gia đình được tốt đẹp không có bị khổ não ở đây thì tâm chữ hồn quán cũng nhớ một chuyện cũng rất là gần thôi thì có một đạo hữu thì rơi vào nợ nần Rơi vào nợ nần rất là khổ Thế thì Nói với tâm chứa quản quán ấy, Tại vì cái lúc trước kia ấy, Thì tâm chứa quản quán Còn Hay đi phận sự ấy, Thì buổi tối hay về nhà đạo hữu đấy Để mà Để mà nghỉ ngơi Thì đạo hữu đấy Cũng rất là Rất là À. hỗ trợ cho tâm chiếu hồn quán về cái việc ví dụ tâm chiếu hồn quán về nghỉ ngơi thì đạo hữu cũng chăm sóc sức khỏe tức là tâm chiếu hồn quán cũng cũng đi đi về về phận sự ở nhà đạo hữu rất nhiều thế tới khi thì đạo hữu cũng có những cái việc cũng vất vả về tức là có những cái người ta gọi là nghiệp đến bất thình lình mà thế thì tâm chiếu hồn quán cũng bạch Phật cũng thỉnh bạch chư thiên chư thần là lúc trước đạo hữu này đã giúp con rất nhiều, cho nên là xin chư Phật gia hộ, xin chư Thiên ủng hộ, sao cho đạo hữu này và gia đình thoát khỏi những cái khó khăn chật vật, thoát khỏi sự no lắng phiền não và tâm chiếu hàn quán cũng cũng để cái việc này trong tâm rất là nhiều. Thế rồi hôm trước cái tâm chiếu hàn quán được nghe cái điều vi diệu thực sự đạo hữu thì nói là may mắn chưa từng thấy <laughs> rất là may mắn tất nhiên là đạo hữu thì cũng rất là chăm tu và đạo hữu cũng được đạo tràng đến hỗ trợ tu tập thế nhưng mà mình biết rằng nếu quả thật mình là người phát tâm bồ đề mình có mong mỏi cho ai đó được tốt đẹp thì người ta cũng được chư thiên thiện thần ủng hộ để được lợi ích Giống như là Đoạn kinh mà Tâm trí Hồn Quán vừa dẫn ấy, Kinh Tăng chi Bộ ấy, 11 lợi ích của việc Tu tâm từ bi ấy. Đó Cho nên ấy, một người Mà phát được Cái tâm Bồ Đề Tinh tấn Bồ Đề Tức là tinh tấn thực hành các công hạnh Bồ Đề Nghe Pháp tu tập Lục hòa à, Hỗ trợ phận sự tinh tấn mà cái người đấy mà đến gia đình nhà mình mà hỗ trợ cho gia đình nhà mình tụng kinh lễ bái thì nhà mình được lợi ích và cái người đấy cái người tinh tấn hộ tinh tấn phận sự ấy thì người ta tinh tấn với cái tâm tử bi yêu thương muốn truyền tải Phật pháp đến cho mọi người muốn mọi người giác ngộ muốn mọi người bớt khổ thì thực sự là nếu nghiệp của người ta có nặng đến đâu thì nặng, nhưng người ta kiên trì kiên trì đến giây phút cuối cùng vẫn không rời, phận sự thì mọi sự sẽ được nhẹ đi, sẽ được giảm trừ đi. Đấy là lời chắc thực ở trong kinh Phật dạy đấy, chúng ta thấy không? Đó. Thế thì ở đây đi tụng kinh trợ duyên là một phận sự công đức mà chúng ta được 11 cái lợi ích này. Và cái việc bố thí này thì Đức Phật còn dạy như sau. Đức Phật dạy thế này. Trong Tạp Á Hàm, Đức Phật dạy rằng số người tu tập lòng từ bi ít như hòn đất trong tay. Số người không tu lòng từ bi nhiều như đất của đại địa này. Đấy chúng ta thấy là cái số người mà tu tâm từ bi rất ít như đất ở trong lòng bàn tay mà bây giờ tâm trí quán với các đại hữu từ vốc lên một lắm đất trong lòng bàn tay so với đất ở ngoài đại địa này thì cái thì nó nhiều hơn số lần không thể tính đếm được vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta ở trong số ít đó chúng ta là người thấy được giá trị của Phật pháp lợi ích của Phật pháp chúng ta phát một cái đại nguyện là truyền tải Phật pháp đến cho số đông. Một cách tinh tấn bằng tất cả mọi phương diện bằng tất cả những gì mà khả năng ta làm được, giữ gìn Phật pháp đó là từ bi. Bảo vệ Phật pháp là từ bi. Truyền tải Phật pháp là từ bi. Giữ gìn Phật pháp cũng là truyền tải Phật pháp. Các quý đạo hữu bảo vệ phật pháp cũng là truyền tải phật pháp truyền tải phật pháp cũng là giữ gìn phật pháp cũng là bảo vệ phật pháp nghe pháp cũng là bảo vệ phật pháp cũng là truyền tải phật pháp đó khi chúng ta thấy được giá trị của phật pháp như vậy chúng ta phát nguyện bồ đề luôn luôn tinh tấn và hồi hướng công đức đó để nguyện mong cho mình thành Phật, nguyện mong cho chúng sinh được giác ngộ thì đó gọi là tu tâm từ bi, giải tâm từ bi các quý đạo hữu. Tu tâm từ bi và giải tâm từ. Chúng ta tu thì chúng ta tụng là tụng kinh công đức có bao nhiêu hay là tu hành công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhẫn. Đấy là giải tâm từ khi chúng ta có được cái công đức từ bi thì chúng ta mới giải được tâm từ bi đến cho chúng sinh. Thì chúng ta được 11 lợi ích đó. Và nếu như một người tinh cần tu tâm từ bi thì chúng ta đến đâu đi chăng nữa thì ở đó cũng được lợi ích. Đấy các quý đạo hữu thấy lợi ích không? Giờ dạ, có muốn làm phận sự không? Có muốn không? <laughs> muốn quá đi chứ phải muốn làm phận sự. Phận sự hoàn toàn là trong công đức tử bi và lợi ích đó thì mình được hưởng. Thế thì để tâm tu, để cho mình có được cái tâm từ bi này khi đi chợ duyên giúp cho mọi người ấy, thì câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều những cái điều mà bảo hộ cho tâm từ bi của chúng ta. Ví dụ chúng ta không được lấy của gia đình cái gì Vì lấy thì nó thuộc tâm gì? Tâm tham Tham thì không thuộc từ bi Không được lấy của gia đình bất cứ một cái gì cả Mà chúng ta nhiệt tâm, nhiệt tình giúp đỡ hết mình Nó mới thuộc về tâm từ bi Vì muốn bảo hộ công đức cho các quý đạo hữu Vì muốn làm lợi ích cho các quý đạo hữu Để hưởng trọn vẹn 11 cái công đức này cho nên quy định của câu lạc bộ là không được lấy bất cứ cái gì nếu chúng ta đi giúp người mà mong cầu sự trao đổi lại cho mình thì không thuộc tâm từ bi đi giúp người chỉ một nguyện mong cho người được tốt đẹp thôi mong cho người được giác ngộ mong cho người giải trừ được phiền não khổ đau trong hiện tại được hạnh phúc hơn được an lạc hơn thì mới thuộc tâm từ bi còn nếu chúng ta mà đi chúng ta lại giúp họ nhưng chúng ta lại thường để trong chúng ta cái ý là tôi đã giúp lại còn vô ơn. Cái suy nghĩ này không thuộc tâm từ bi. Còn nếu chúng ta còn lưu giữ cái ý nghĩ này ở trong mình mà mình đi giúp người thì không phải là thực hành tâm từ bi các quý đạo hữu ạ. Đó. Cho nên niệm từ bi chúng ta phải nhớ thật rõ mình làm gì để cho mọi người hiểu được pháp. Mình nhờ đó mình cũng hiểu được pháp. Thì thuộc tâm từ bi đấy mình phải làm gì để cho mình hưởng được trọn vẹn 11 công đức từ tâm từ bi này thì đó cũng thuộc tâm từ bi các quý đạo hữu mình từ bi với chính mình ấy. đó thì kính thưa quý đạo hữu việc mà chúng ta làm phận sự công đức từ bi khi chúng ta đi chợ duyên tụng kinh thì ở trong đó chúng ta không được làm phiền não đến gia đình Và không được làm phiền não đến đại chúng xung quanh Nếu còn làm phiền não thì tổn hại công đức tử bi Không có công đức tử bi Cho nên chúng ta gì? Chúng ta khi làm với nhau thì chúng ta dễ tha thứ Dễ tha thứ Chúng ta sống đúng pháp và dễ tha thứ Tức là chúng ta sống đúng pháp thì chúng ta sống đúng pháp lục hòa với nhau. Các cái quy định như thế nào thì chúng ta thực hành trang nghiêm. Thế nếu như một là chúng ta do vô tình hay do nghiệp lực, nhiều cái do nghiệp lực. Những cái sự cố ý của chúng ta ấy là do nghiệp lực. Thế với đạo hữu của mình cũng do vô tình hoặc do nghiệp lực mà phạm phải những cái lỗi gì đó. Thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải bỏ qua. Bỏ qua là gì? Lỗi đã phạm rồi Chỉ cần nhắc nhau lần sau rút kinh nghiệm hoặc tiến bộ là được Như thế thì tâm tử bi của mình không bị tổn hại Còn nếu chúng ta sân giận nên Chúng ta gây mâu thuẫn Chúng ta gây thị phi Thì chúng ta lại không được công đức từ bi Đó Thế cho nên tâm chiếu còn quán hướng dẫn cho các quý đạo hữu khi chúng ta muốn tu tập được tâm tử bi trong cái phận sự đi làm phận sự này tụng kinh hoặc làm cái việc gì đó mà đi làm phận sự thì chúng ta làm sao đó chúng ta phải giữ được cái sự an hòa có sai thì gì thì nhắc nhở nhắc nhở nhau thuộc tâm tử bi nhưng không được thù hại nhau nếu có nhắc nhở kèm thù hại có thù tức là có tức có hại tức là lần sau hại họ đi dêu dao lói xấu họ, đi chê bai họ, đi phỉ báng họ, làm cho họ mất hết danh dự. Làm cho họ thối không muốn tu nữa, thì cái đấy là tổn hại tâm từ bi, thì cái việc mình đi tụng kinh nó không được trọn vẹn, không đức từ bi các quý đạo hữu ạ. Cho nên mình đi làm phận sự, thì ai ai cũng thế, tâm chí ôn quán mong rằng từ sau khi tâm chí ôn quán trạch bài pháp này các đạo hữu chúng ta đi làm phận sự Thì các quý đạo hữu nhắc nhau thế nào Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm được công đức từ bi Để cùng nhau được lợi ích Nếu cái gì chúng ta sai Thì chúng ta sẽ sửa nhắc Chúng ta nhắc nhau Thì chúng ta dễ nhận nỗi Rồi chúng ta nói chuyện với nhau Để chia sẻ với nhau Để bàn bạc với nhau một cách cầu thị, một cách cầu tiến, đúng với ý hòa và khẩu hòa. Đấy, có ý hòa, có khẩu hòa trong làm phận sự thì chúng ta mới bảo hộ được công đức từ bi của chúng ta. Nó mới trọn vẹn được công đức từ bi. Nếu chúng ta không có ý hòa, không có khẩu hòa thì chúng ta không thể nào bảo hộ được công đức từ bi của chúng ta không trọn vẹn được. Nó bị sứt mẻ, các quý đạo hữu ạ. Nhá. Cho nên ấy, chúng ta làm được một công đức cái rất là nhiều công phu làm được cái phước báo từ cái tu tâm từ bi rất là nhiều công phu tu tập các quý đạo hữu đó. rất rất là nhiều đấy thì tâm trí còn có mong rằng như vậy và ở các đạo tràng của chúng ta thì chúng ta sẽ mở thêm một cái nhóm zalo nữa cái nhóm này ấy thì nó có lợi ích là hôm nay tu được công đức từ bi nào tức là nhóm công đức từ bi thì đầu tiên là gì là truyền tải Phật pháp cũng thuộc về công đức từ bi có phải không hay là mỗi chúng ta tự lập ra thôi tự chúng ta chúng ta viết vào sổ kiểm tâm của chúng ta hàng ngày ấy. hôm nay chúng ta đã truyền tải Phật pháp này là công đức từ bi này hôm nay chúng ta đã làm phận sự này làm phận sự này thì chúng ta khiến cho mọi người được an ổn Chúng ta có tha thứ Chúng ta có thực hành lục hòa Sau cái việc phận sự này Ai cũng được khoan hỉ Chúng ta không nói chuyện thị phi Chúng ta không nói những cái Cái lời phi pháp Chúng ta không làm việc gì trái với lục hòa Là chúng ta sẽ được công đức từ bi Phải không? Đó Thì Chúng ta làm cho mọi người được khoan hỉ Chúng ta làm được đúng pháp Thế là chúng ta có công đức từ bi cái công đức tử bi này ấy nó lợi ích ngay cho chúng ta ấy. thì khi chúng ta có điều mong nguyện thì chúng ta chỉ cần mong nguyện là con gì con chân thật hướng về tu lục hòa cầu vô thượng bồ đề giải trừ phiền não con hướng về tu tập tâm tử bi qua các việc con đã làm con đã bạch Phật thì nguyện mong cho con cái sự việc hiện tại này sớm được chuyển hóa. Hết thầy các vị chư thiên thiện thần hộ pháp hãy đồng ủng hộ cho con. Đó, các quý đạo hữu ạ. Mình sống ở trên đời ấy thì nó có rất là nhiều những cái sự việc nó diễn ra. Nhưng mà quan trọng là sau khi sự việc diễn ra đó nó chuyển hóa thế nào nếu nó chuyển hóa làm cho chúng ta dần dần theo năm tháng có cái thì chuyển hóa chúng ta nhìn thấy ngay nhưng cũng có những sự việc chuyển hóa thì phải lâu ta mới nhìn thấy thì như vậy ta thấy rằng ta chính thức là có tu tâm từ bi đấy các quý đạo hữu nếu không có tu tâm từ bi thì nó không được cái kết quả như vậy tâm chí an quán xin đọc tiếp đoạn kinh tiếp theo số người tu tập lòng tử bi ít như hòn đất trong tay số người không tu lòng từ bi nhiều như đất của đại địa này. Có người mang 300 chảo cơm, bố thí ba lần, sáng, trưa, chiều. Công đức bố thí này không bằng một phần muôn ức của người giải lòng từ bi đến khắp cả chúng sinh dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn như người vắt sữa bò. Có quý đạo hữu thấy cái công đức của lòng từ vi lớn không? Rất lớn Một người mà đem 300 chảo cơm Mở bố thí 3 lần sáng Trưa chiều sáng 300 chảo cơm Trưa 300 chảo cơm Chiều 300 chảo cơm Có thấy nhiều không? Chúng ta làm gì có tiền? Có phải không? Mà sắm nhiều như thế Tức là nó có nhiều cách tu Để ra công đức Mà chỉ có Đức Phật mới thấy được Mới biết được sự thật của các công đức đấy là thế nào thôi chứ chúng ta không biết được vì chúng ta chưa phải giác ngộ chưa hiểu biết được sự thật của các pháp thế mà chỉ với cái lòng từ bi của chúng ta trong một cái lần chúng ta đi tụng kinh chợ duyên thôi hoặc trong một cái lần chúng ta hướng tới tâm từ bi để mà truyền tải phật pháp chia sẻ các bài phật pháp đấy rồi thì bình luận các bài pháp mà nghe đấy thì chúng ta bình luận chúng ta chia sẻ với mong gì với mong nguyện tránh pháp trụ lâu dài phật pháp mới giác ngộ được cho chúng sinh mong rằng sự gốc công của mình bé nhỏ như thế này thế nhưng mà cũng mong muốn giữ gìn được tránh pháp để cho chúng sinh được giác ngộ thế là cái việc làm của chúng ta đã trong tâm từ bi chưa trong tâm từ bi thế thì công đức có lớn không lớn lớn mà ở đây thì được nói rằng một ức ấy theo người Ấn Độ thì bằng 10.000 tức là một ức thì bằng 10.000 thì bây giờ chúng ta nói là muôn ức muôn ức muôn tức là người ta cũng nói là hàng nghìn mới gọi là muôn. 100 thì còn 100.000 thì người ta gọi là muôn rồi. Thế 1.000 của nhân với 10.000 này thì một cái niệm từ bi này Nó bằng muôn ức của cái người đi bố thí Sáng, trưa, chiều Mỗi một lần bố thí là 300 chảo cơ Thế công đức có lớn không? Có lớn chứ Thế cho nên là chúng ta mới thấy rằng Nếu chúng ta Mà thực sự hiểu về tâm từ bi Thì chúng ta vận lòng từ bi để mà gì? Để mà thực hành các việc Thì công đức sẽ lớn Thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ chia sẻ Phật Pháp Nói tôi chia sẻ này, tôi chia sẻ này thôi Tôi bình luận thế này là tôi bình luận Pháp Tán dương Pháp tôi chỉ tán dương thế thôi Để do nó hết nghĩa vụ đi thôi Bởi vì tôi là Phật tử chính thức Cho nên là tôi đã phát nguyện à, Thực hành công hạnh Bồ Đề Cho nên tôi làm như thế thôi Mình làm với cái không giác ngộ Không hoan hỉ, không nghĩ đến lợi ích cho số đông Thì nó lại không thuộc về tâm từ bi Có phải không? Không thuộc về tâm từ bi Người ta gọi là có tướng mà không có gì Không có tâm Thế cho nên là chúng ta chỉ cần chăm chỉ thôi Thì chúng ta sẽ thành tựu được công đức từ bi Có phải không? Chúng ta thì không phải là chúng ta có tiền để mà bố thí được Tâm trí hoàn quán thì không phải là bảo các quý đạo hữu đừng bố thí tiền Thế nhưng do chúng ta không có Phải không? Thì chúng ta phải tìm cách khác để chúng ta bố thí chứ Thế thì chúng ta vận lòng từ bi này mà làm các phận sự thì vô cùng là lợi ích. Thứ nhất là chúng ta được hưởng 11 cái phước báo đó, phải không? Thứ hai là chúng ta mang đến sự chuyển hóa cho gì? Số đông, cho những người mà chúng ta giúp đỡ, có phải không? Thế có phải lợi ích không? Rất là lợi ích. Nhá. Yeah. Thế cho nên tâm chiếu là quán là khuyến thỉnh các quý đạo hữu Trước khi làm phận sự thì hãy quán tử bi. Quán tử bi. Quán từ bi xong rồi Thì hồi hướng công đức đấy Cho gì? Cho mình Rồi cho gì? Rồi biết ơn đến cha, mẹ, thầy, tổ, bạn đồng tu Có phải không? Mong nguyện cho mọi người bớt khổ đau Rồi rộng đến muôn loài chúng sinh Đều có duyên giác ngộ Như là chúng ta vẫn hồi hướng Ở trong các cái bài phục nguyện đấy Nhá cái Tâm Chí Hồn Quán rất là mong các quý đạo hữu chúng ta tu tập tâm từ bi tâm Chí hoàn quán thì chia sẻ việc uh, tụng kinh trợ duyên phận sự công đức từ bi đến bài sau thì sẽ trợ sẽ phân tích rộng về tán dương chia sẻ pháp lợi ích từ phận sự công đức từ bi lợi ích phận sự công đức từ bi thì chúng ta sẽ nghe vào buổi trạch pháp lần sau Thì thực sự người mà Thường tu tập tâm tử bi ấy, thì họ thường hoan hỉ, họ thường vui vẻ, có phải không? Họ ít sân giận, dễ buông xả, không chấp trước. Đấy là lợi ích của tâm từ bi đấy. Rất là hạnh phúc, nó mát mẻ. Cho nên chúng ta phải tinh tấn nhé. Hôm nay Tâm còn Quán chia sẻ ngắn như vậy thôi để cho các quý đạo hữu chúng ta hiểu được việc làm và uh, chúng ta được tinh tấn hơn sau đây là đến phần đề mục quán thì tâm chiếu quán để cho các quý đạo hữu thực tập thực tập ngay trong hiện tại Để mục thứ nhất là chúng ta lắng tâm để tư duy về cái phước báo phát sinh từ tu tâm từ bi đề mục thứ hai là lợi ích của việc phát tâm bồ đề thực hành công hạnh bồ đề cầu vô thượng bồ đề đối với tâm tử vi trong bài kinh thì chi oanh vũ tiền thân của đức phật ấy, nhờ cái hạnh nguyện bồ đề như thế mà được thiên đế thích ủng hộ theo mong cầu đề một quán thứ ba là quán hiện tại ý thứ nhất là hãy tư duy một việc cụ thể mà mình đang giúp đỡ tức là đang phát tâm trợ duyên ấy. có người thì phát tâm trợ duyên theo tụng kinh có người thì phát tâm trợ duyên để hướng dẫn họ tu tập Đấy, có người thì phát tâm trợ duyên cho số đông làm phận sự công đức ý tiếp theo là quán nỗi khổ quá nỗi khổ của cái đối tượng gọi là gia đình đấy hoặc làm cá nhân mà mình đang hướng tới giúp đỡ đó. Ý tiếp theo là mong nguyện mình hướng tới cái mong nguyện của mình đến cho họ những điều tốt đẹp gì mình hướng tới. Thứ nữa là mình phát nguyện tinh tấn để hồi hướng cho cái đối tượng đó sớm được như mong nguyện của mình. Và tiếp theo, là hồi hướng công đức từ bi đó vào cho chính mong nguyện của mình của gia đình cho sớm được thành tựu. Và cuối cùng là hồi hướng công đức tu tập từ bi đến để tri ân gì? tri ân Phật pháp tăng, nguyện cho chánh pháp được trụ lâu dài, nguyện cho sư phụ được trụ thế lâu dài để mà truyền tải Phật pháp đến cho chúng sinh, thì kinh nguyện cho sư phụ được mạnh khỏe, trụ thế lâu dài cũng thuộc về nguyện từ bi. Nguyện cho các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ mình, luôn luôn gặp được điều tốt lành. Đó cũng là một nguyện từ bi họ có được tốt lành thì họ sẽ làm cho chánh pháp được tuyên xương. đó các quý đạo hữu đó là cái đề mục quán thì ở đây tâm chiếu hoàn quán cũng khuyến khích các đạo tràng khi mà trong đạo tràng mình có những phật tử người ta khổ hay có tín chủ khổ ấy thì các quý đạo hữu phát tâm tu gì tu lục hòa để chúng ta hồi hướng được công đức lục hòa mình có tu tâm lục hòa được thì khi mình hồi hướng Thì cái công đức hồi hướng của đạo tràng, công đức hồi hướng của câu lạc bộ Nó mới đến được cho các cái thí chủ Tại mình là người hồi hướng mà Thế và có những cái việc nguy cấp gì đó Thì cả đạo tràng chúng ta có thể phát nguyện Là tán dương Phật Pháp bằng hát các cái bài hát tán dương hoặc chúng ta có thể cùng nhau tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Tam bảo, tán dương công đức của Tam bảo. Từ cái công đức tán dương đó, chúng ta mong nguyện cho cho Tam bảo thường trụ ở thế gian thì đó cũng là từ bi, chúng sinh được giác ngộ. Phật pháp đó là từ bi. Rồi chúng ta hồi hướng cái công đức từ bi này đến cho cho đạo hữu của mình đến cho cái sự việc của người mà mình cần giúp đỡ thì đó gọi là tu tâm từ bi tức là thêm một chút công đức từ bi để hồi hướng để cái mong nguyện của gia đình họ sớm được thành tựu mong cho mọi người được tốt đẹp thì đó chính là tâm từ bi nhé và bây giờ tâm trí của quán xin chuyển sang phần tiếp theo của buổi trạch pháp đó là trả lời câu hỏi Chúng ta đến với nội dung câu hỏi: Thuê xưởng, cửa hàng phạm vào đất miếu thì nên làm gì? Nội dung câu hỏi như sau: à, thưa cô chủ nhiệm, năm 2023 Phật tử bị lừa mất một khoản tiền lớn. Số tiền đó không có hy vọng lấy lại được. Hiện tại Phật tử đang nợ ngân hàng và Phật tử muốn mua xưởng đã được xây dựng trên đất thuê của tư nhân khoảng 1.500 mét vuông. Phật tử mới đặt cọc 50 triệu đồng. Sau khi đặt cọc xong, Phật tử qua xưởng dọn dẹp và gặp người hàng xóm nói với Phật tử rằng chỗ đất này ba bốn đời chủ thuê ở đây không làm ăn được vì chủ đất lấn chiếm đất của miếu chỗ đất lấn chiếm đấy lại xây nhà vệ sinh phật tử đang lo lắng không biết chuyển về đấy có làm ăn được không hay lại như các chủ cũ và nhà vệ sinh chủ cũ xây đất của miếu giờ phật tử có cần phải phá nhà vệ sinh đi không ạ à? trong gia đình chỉ có một mình phật tử là tu theo Phật pháp, còn chồng thì không tu theo Phật pháp. Vậy Phật tử cần làm gì với khu đất lấn chiếm đó ạ? À? Thầy kính thưa các quý đạo hữu, việc mà chúng ta đi thuê nhà, thuê xưởng để mà làm việc cũng như là bán hàng ấy, thì ai ai cũng rất là lo về cái đất đấy, gọi là đất lành hay đất dữ đấy phải không có những cái đất mà người này đến làm ăn phá sản, xong người kia đến cũng làm ăn phá sản, cho nên người ta thường thường đi thuê đất người ta rất là kỵ, tức là người ta không muốn thuê ở những cái mảnh đất mà người trước đã phá sản, nó phải không? nên nó tâm lý rất là sợ. thế nhưng mà cũng có những cái cái lời thì người này làm ăn phá sản nhưng người kia đến làm ăn lại gì? lại được tốt lên đó thế còn trường hợp này thì nó lại là cái trường hợp cũng đặc biệt đó là trường hợp lấn đất của miếu xong sau đó lại còn xây nhà vệ sinh trên đất của miếu thì đức phật có dạy trong kinh thế này là người phạm vào chỗ ở của quỷ thần cho nên mọi sự không được an lành thì phần đất của miếu miếu tức là người ta để thờ vong linh quỷ thần thần linh thì đất đó gọi là đất thuộc để mà các vị ở gọi là chỗ ở của gì của quỷ thần trên Đức Phật cũng dạy chúng ta nếu người phạm vào đất vào chỗ ở của quỷ thần thì thường là à, hay bị bệnh tật ốm đau rồi hay gặp các cái việc mà gia đình cũng không được hòa thuận thứ nữa là làm ăn công việc nó cũng không được tốt đẹp tức là mình phạm vào chỗ ở quỷ thần thế bây giờ mình đã thuê nhà rồi thuê đất ở đấy rồi bây giờ mình mới biết chứ không phải là mình là người lấn chiếm mình không phải là tự tay mình đi lấn chiếm thì tội có nhẹ hơn có phải không giống cái người đi lấn chiếm thì tội lặng hơn nhưng mình không tự tay đi lấn chiếm nhưng mình vẫn ở đấy thì người ta tuy rằng người ta không giận không hại mình bằng cái người lấn chiếm nhưng mình vẫn bị gì bị giận bị hại đó là giống như là à, ví dụ như là à, bố mẹ mình đi lấn chiếm đất của người khác thế nhưng mà bây giờ mình lại thờ hưởng thì hàng xóm vẫn cứ chiến đấu với nhau có phải không vẫn cứ xung đột với nhau đến bao giờ giả đất xong thì thôi ví dụ như là cháu không lấy nhưng đất này thuộc đất nhà bác bố cháu lấy bây giờ phải giả cho bác <laughs> cái việc đấy không thể bảo người ta không đòi đi chứ phải không người ta phải đòi thế thì để giải quyết cái việc này thế nào thì nhà phật gọi là tâm chân thật đem đến lợi ích thì sẽ giải quyết được tức là tâm mình chân thật rồi mình đem lại lợi ích cho họ thì sẽ giải quyết được vấn đề thì tâm mình chân thật thì đức phật vẫn dạy chúng ta cái cách ứng xử với lại quỷ thần ấy, là chúng ta thường dâng cúng lễ ở trong bài kinh cúng linh với bài kinh tế đàn ấy, là hai cái bài kinh mà đức phật dạy chúng ta hướng tới những cái cõi tâm linh thế giờ chúng ta sẽ làm một cái lễ cúng thế rồi chúng ta chân thật thì chúng ta có cái nghi thức ấy. Nghi thức là động thổ xây nhà, sửa nhà đấy. Thì chúng ta có cái nghi thức đấy, xây nhà xưởng. Tuy rằng ở đây không phải động thổ, không phải làm gì cả. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cái nghi thức này trước khi chúng ta chuyển về. Chuyển về đây nào. Thì chúng ta nội dung chúng ta thay đổi đi. Chúng ta bạch với tất cả các cái chư vị, chư thiên, quỷ thần ở trên đất đấy. Chúng ta chỉ là người thuê nhà thôi. Thế và chúng ta được biết rằng là cái chủ cũ ở đây đã lấn chiếm đất của miếu để làm cái khu vệ sinh này cho nên là thỉnh với các vị là con không phải là người làm con không phải là người lấn chiếm thế cho nên là con xin là vì con chỉ thuê thôi con không thể nào làm khác của họ đi được cho nên con xin là con sẽ thời gian đầu thì con sẽ không có dùng mấy cái nhà vệ sinh này đầu tiên là ta phải có thiện ý đã không có uh, dùng mấy cái nhà vệ sinh này chúng con xin làm một cái nhà vệ sinh ở chỗ khác để đi tạ không làm ở đấy nữa thì xin các vị hoan hỉ và cũng thấu hiểu cho con. Thế rồi thì con cũng vâng theo lời Đức Phật dạy là hướng tới cái phước báo cho chư vị, vì chư vị trước đây ở ở cái chỗ đất này nhưng bây giờ cái miếu nó phá đi rồi, không còn ai thờ cúng nữa. Các vị nữa thì chúng con xin cầu siêu cho các vị về chùa để hàng ngày các vị được tu tập Phật Pháp, để các vị được lợi ích, được giác ngộ, được giải thoát. Hàng ngày chư Tăng cúng thí cho các chư vị quỷ thần thường thọ dụng ở đấy. Thế cho nên các vị về chùa để các vị được hàng ngày được cung cấp, được nó đủ. Đấy còn à, dần dần thì chư vị cũng hoan hỉ để cho con dùng cái nhà vệ sinh đó vì chúng con không có chỗ thì các vị xả bỏ cái chỗ đó đi nhưng mà để sau đến khi nào chúng con cầu siêu cho các vị mà các vị nghe kinh nghe pháp chư tăng khai thị cho các vị các vị hiểu đã phải không? thì các vị xả bỏ thì cho chúng con để chúng con dùng thế và cũng xin chư vị là cũng phù hộ độ trì cho chúng con ủng hộ đấy trong trong các cái bài của mình gọi là chư vị ủng hộ cho chúng con để công việc của chúng con được hanh uh, thông tốt đẹp có phải không? Ở khanh thông tốt đẹp như chúng ta có cái bài kinh là à, người sinh làm nữ quỷ dạ xoa đấy thì từ cái oán kết nhiều đời giữa quỷ dạ xoa với lại chuyên đi bắt con của cái người nữ này thế rồi đến cuối cùng mà sau khi Đức Phật khai thị thì cái vị này hay cúng cấp rồi làm các việc phước thiện hồi hướng cho cái vị quỷ dạ xoa này thế rồi vị quỷ dạ xoa này lại phù hộ cho họ được mùa màng tươi tốt đấy cả làng mất mùa nhưng riêng của nhà ấy là được mùa đấy 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 là cái việc mà chúng ta có lòng tin đối với đức phật chúng ta nghe kinh phật thì chúng ta áp dụng và chúng ta thực hành nhé thì đối với cái việc mà chúng ta phạm vào đất đất thiêng gọi là đất có thờ những thần linh quỷ thần ấy thì người ta gọi là đất thiêng thiêng tức là gì tức là phạm vào cái bị ngay <laughs> phạm vào đấy bị biết tay nhau ngay đấy có những cái cây mà cây đa cây đè hay cây to ấy mà mà chúng ta thấy là làm đường mà không dám bỏ đi cứ trành ảnh ở giữa đường xong dưới đấy đặt bắt hương đấy thì con người chúng ta cũng phải không làm được thì mới phải chịu có phải không và cái cây đấy chúng ta gọi là cây nó thiêng thiêng là do đâu thiêng phải do cây mà do chư vị trú ngụ trên cái cây đấy các vị chấp trước các vị không buông xả ai động đến các vị thì các vị sẽ 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 trả thù cho nên là gọi là cây thiêng chứ thực ra chúng ta có thích cái cây thiêng ấy đâu có phải không chứ không thích cái cây thiêng ấy chúng ta chỉ thích sự linh thiêng của phật thôi bồ tát thánh tăng thôi chư thiên thiện thần hộ pháp thôi vì các vị linh thiêng là các vị gì là các vị gia hộ cho mình và không chấp mình dù mình có sai đến đâu đi chăng nữa thì các vị cũng không chấp phải không Thế thì chúng ta chỉ thích sự linh thiêng ấy thôi Thế nhưng mà những chúng sinh mà được thờ miếu mạo này Người ta có được khai thị đâu Cho nên người ta không giác ngộ Phải không? Không giác ngộ thì họ cũng giống mình là con người chưa giác ngộ thôi Nếu ai xâm phạm vào của mình Thì mình sẽ gì? trả thù Thế còn nếu mình đã giác ngộ rồi Thì ai xâm phạm vào mình Thì mình phải từ từ đã xem đã Phải không? Nên làm thế nào để lợi ích cho cả hai bên đã Chứ mình không có hại đó. thế thì ở đây là khi chúng ta đã phạm vào đất của miếu phạm vào những đời, nơi nó linh thiêng thì chúng ta cứ dùng tâm chân thật và dùng pháp của gì pháp của phật để ứng xử với họ thì mọi việc sẽ được tốt đẹp tu là giải thoát mà này. phải không tức là chúng ta biết sử dụng pháp vào tâm của ta tâm của ta hướng vào pháp làm các việc ở đời thì các cái việc đó nó sẽ dần tốt đẹp lên. Có phải không? Vì ở đời thì chúng ta có gì? Mong cầu. Vì có mong cầu cho nên có chứng nạn. Vì có chứng nạn cho nên cần phải thực hành pháp Phật cho nó gì? Cho nó giảm đi. Cho nên là trong Phật Pháp rất là hay. Càng nhiều người mong cầu thì chứng nạn càng lớn. Có phải không? nạn càng lớn thì chúng ta càng ứng dụng thì thành công càng gì? Càng cao. Thế thôi. Lợi ích đấy. Thì ở đây tâm trí còn quán chia sẻ như thế để tất cả Phật tử chúng ta ứng dụng khi chúng ta thực hành nghi thức nhưng mà lại rơi vào trường hợp này thì chúng ta khấn như thế và chúng ta làm như thế. Phải chúc gia đình đạo hữu vượt qua cái khó khăn này, công việc được khanh thông thuận lợi, trả được nợ nhá trả được nợ rồi tinh tấn tu hành kèm thêm vào nữa để lấy cái công đức phước báo mà hồi hướng thêm. Đó. Và rồi thì trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta nhớ là phải lấy uy tín. Đấy, trong các bài kinh đức Phật dạy lào là kinh doanh thành công, lào là phát triển à, à, phát triển kinh tế, nào là bài kinh làm giàu. mấy cái bài kinh đấy Đức Phật dạy mình trong đấy dạy cái gì thì nhớ thực hành theo có phải không? Để chúng ta phát triển kinh tế nhé. Hãy à, chúc các quý đạo hữu luôn luôn tinh tấn buổi thầy pháp của chúng ta kết thúc ở đây à, thỉnh chúng ta cũng hồi hướng với cái tâm từ bi lòng nguyện mong cho chánh pháp trụ lâu dài thế gian nhé Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng con à, nguyện đem công đức à, tu tập tâm từ bi của chúng con nguyện mong cho chánh pháp được trụ lâu dài ở thế gian à, tất cả những à, người thân của chúng con, những người biết đến chúng con, dù nhân duyên gì cũng được tăng trưởng phước lành, được có nhân duyên giác ngộ Phật Pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ thứ và chúng sinh ấy đều chọn thành Phật đạo. Rồi, à, chào quý đạo hữu nha. cúc vàng quân từ dầu có heo cũng không rời nhị hoa cúc cũng...

hoa cúc vàng quân từ dầu có heo cũng không rời nhị hoa cúc vàng thanh cao dầu có heo cũng không phải màu câu là bộ cúc vàng câu là bộ chăm tu dầu có, có, có khó cũng không nan lòng không nan dầu có, có khó cũng sẽ vượt qua, sẽ vượt qua. câu là bộ cúc Uh câu là cô cung vàng, câu là bộ an vui, tu pháp phật